Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, tình hình tai nạn giao thông tháng 5 tính từ ngày 16 tháng 4 đến nay trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người và bị thương 6 người. So với tháng 4, số vụ giảm 44,4%, số người chết giảm 53,3% và số người bị thương giảm 33,3%. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng năm 2017, toàn tỉnh có 84 vụ tai nạn giao thông, làm chết 68 người, bị thương 49 người. So với 4 tháng cùng kỳ năm 2016, số vụ tai nạn giao thông tăng 8 vụ, tăng 10,5%, số người chết tăng 30,7%, số người bị thương tăng 2%. Do vậy, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông tỉnh, các ngành liên quan tiếp tục tập trung thanh kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự vận tải trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng kiểm tra xử lý theo các chuyên đề về xe quá khổ, quá tải, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, bến xe, vận tải thủy nội địa. Đồng thời đẩy mạnh việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ, đang khai thác và hành lang an toàn đường bộ. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, các ngành và toàn dân, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí.